vị Phật tử, con tên là Ngọc Ngân, pháp danh Trang Thảo. Hôm nay con được phước duyên về chùa Trình để dự đại lễ kỷ niệm 710 năm ngày nhập Niết Bàn của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Con xin gửi đến chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý vị Phật tử một nhạc phẩm do ba con sáng tác. Nhạc phẩm được mang tên Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Con kính chúc chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý vị Phật tử thân tâm thường an lạc, vạn sự kế thừa như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Hạnh phúc.